Nhưng đến phút 45 cộng 1 thì cuối cùng chúng tôi đã phải đổi lành 1-0 dành cho U23 Việt Nam. Anh Hoàng Hải, anh đánh giá thế nào về U23 Việt Nam ở hiệp 1 này? Với cá nhân tôi thì tôi rất thích những cái đường phất bóng dài của anh Việt. Tôi nghĩ là chúng ta đã có những phương án rất cụ thể. Như trường hợp anh nói đến đầu tiên là của trung vệ Anh Việt, một người có khả năng phất bóng và tôi nghĩ là bạn ấy phất bóng tốt lắm. Bạn ấy phất bóng mở bóng ra hai biên nó rất chính xác, có được sự chính xác. Nó đến ở cái khu vực mà các cầu thủ như là có tốc độ như là Tiến Đạt hay Bảo Toàn có thể băng lên và đỡ được trái bóng. Từ trường hợp Anh Việt thì chúng ta cũng nhìn rộng ra cả đội hình của U23 Việt Nam ấy. Thì những cái phương án chiến thuật được huấn luyện viên Đinh Thế Nam sử dụng tôi nghĩ là rất hợp lý. Chúng ta có thể thấy là việc mà chúng ta có được bàn thắng ấy, ở những cái giây cuối cùng đấy nó là một cái hệ quả của một cái tình huống tấn công mà như là anh Minh đã nói trong phần bình luận. Mọi thứ nó đều được hợp lý, trơn tru và có được sự chính xác cao. Một bộ tức là phối hợp, một tình huống phối hợp tam giác như tôi cũng đã nói. Ngày hôm qua thì tôi cũng phải cảm ơn bình luận viên Anh Đức, một người cũng đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin về buổi tập của U23 Việt Nam. Đó là việc huấn luyện viên Đinh Thế Nam rất chú trọng vào việc phối hợp tổ chức tam giác tấn công ở những tình huống ở hai cánh, đặc biệt là cánh trái. Và chúng ta đã có được một cái quả đá phạt góc từ một tình huống tấn công như vậy. Quang Nho đã có một cú đá tôi nghĩ là đẳng cấp, là hay, nhưng đáng tiếc là thủ môn đội bạn còn hay hơn. Vâng. Nhưng ở quả đá phạt góc đó nó như là một cái phần thưởng cho một cái nỗ lực tấn công liên tiếp, một cái hệ quả mà tôi nghĩ là nó xứng đáng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Tôi cũng cần phải nhấn mạnh đó là ngay sau cái bàn thắng của Bảo Toàn ấy, thì có những người bạn của tôi họ đều là những bình luận viên, họ có theo dõi trận đấu này ấy, thì họ bắt đầu trao đổi với nhau là họ nhấn mạnh vào việc cái quả tạt sớm của Tuấn Tài nó gây ra những cái sự náo loạn ở phía trong hàng phòng ngự của Thái Lan. Tình huống bóng hai bóng dội ra và Tuấn Tài ngay lập tức tạt cái quả bóng vào, thì cái sự náo loạn đó đã tạo ra cái cơ hội để cho chúng ta thấy là ở phía sau, thậm chí phía sau Bảo Toàn còn có cả anh Việt cơ mà. Vâng. Một cú đánh đầu mà tôi nghĩ là cũng một chút là hạn chế về đạo diễn hình, ở tình huống đó họ không kịp đổi sang một cái góc máy toàn để chúng ta nhìn được rõ ràng cụ thể hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng cái bàn thắng đó nó là một cái hệ quả, chúng ta đã có một cái hiệp một thi đấu với những cái phương án được huấn luyện viên Đinh Thế Nam đề ra và nó đã có được sự hiệu quả này. Và chúng ta cũng gặp một chút may mắn sau khi mà đội bạn đã đá trúng cột dọc. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải có những điều chỉnh, đặc biệt là việc hạn chế được Thanawa. Tôi thấy ở đó vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vâng. Số 12 của U23 Thái Lan. Mà sự tấn công thì chúng ta đã phần nào làm rất tốt ở hiệp 1 này rồi. Tuy nhiên có lẽ rằng anh Minh cũng đồng ý với chúng tôi rằng là hàng phòng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ phải cẩn thận hơn ở trong hiệp 2 này, đặc biệt là hạn chế những tình huống phá bóng trượt như hiệp 1. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải chơi tập trung hơn, nhưng có lẽ là một vài tình huống phá bóng trượt nó mang tính cá nhân nhiều hơn. Nhưng cái mà chúng ta nhìn thấy ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong cái hiệp đấu đầu tiên ý, nghĩa là bên cánh trái nơi có sự xuất hiện của Abraham, thì chúng ta đã cho thấy một sự cẩn thận rất rõ ràng. Mỗi lần cầu thủ số 19 của U23 Thái Lan có bóng thì trước mặt luôn là Tuấn Tài, Anh Việt rồi một cầu thủ ở tuyến tiền vệ luôn sẵn sàng hỗ trợ để bọc lót. Nhưng trong khoảng nửa sau của hiệp đấu đầu tiên, nếu nhìn sang bên phía cánh trái thì chúng ta luôn thấy là cái khoảng trống giữa Thanh Nhân cùng với Hồ Khắc Lươn luôn là rất lớn. Và đội tuyển U23 Thái Lan đã rất nhiều lần thực hiện những cái đường chuyền và cái khoảng trống đó, và từ đó họ đưa bóng vào trung lộ hoặc thực hiện những quả tạt và đã tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Tuấn Hưng. Rõ ràng tôi có cảm giác là việc Tiến Đạt cho tới lúc này, chúng ta đều biết là Tiến Đạt cho tới lúc này vẫn đang bị đau, và có lẽ là ở những tình huống như vậy thì Thanh Nhân muốn dâng cao một chút để có thể kịp thời hỗ trợ cho người đồng đội của mình ở tuyến trên. Vâng. Nhưng điều đó lại đang vô tình tạo nên một cái khoảng trống rất lớn giữa Khắc Lương và Thanh Nhân, và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh trong hiệp đấu thứ hai. Bởi cái khoảng trống đó thì bên cạnh Thanawat ở giữa thì cái cầu thủ thường xuyên tận dụng cái khoảng trống đó bên cạnh Braddock là cầu thủ chạy cánh của Thái Lan, thì còn một người nữa là Kakana, anh ấy luôn dâng lên và ở cái chếch bên khu cấm địa bên phía phải của chúng ta, thì từ đó Kakana đã tung ra khá nhiều những đường chuyền nguy hiểm trong hiệp 1. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta nên chú ý và cải thiện trong hiệp đấu thứ hai. Vâng, ở hiệp 1 này thì chúng ta cũng đã có bàn thắng rồi, thì hiệp 2 có lẽ rằng chúng ta sẽ dễ đá hơn và chúng ta cũng sẽ hướng đội bạn theo cách mà chúng ta đá được.